Xin chào tất cả mọi người đã đến với Chiếc Ngoài Hiên. Sau đây là bộ truyện Tái sinh đình công chức ở một thế giới xa lạ. Cháp 24. Nếu đã ở đây thì ngài nên đến thăm Aurelia trước chứ. Ngươi làm gì ở đây? Và là đi. Wow. Ăn xong rồi hẳn nói. Wow. Sao ngài lại ăn ở đây chứ? Ngài nên ăn ở yến tiệc mới phải. Chỗ đông người rất phiền phức, kể cả vậy, tại sao lại ăn ở đây chứ? Gì đây? Ta chắc người đã nghe nói rồi phải không? Rằng cháu trai ta trốn nhà đi. Đây là bức tranh ta vẽ cháu ta. Ta muốn chắc rằng ngươi biết nó trông ra sao. Có lẽ ta nên đến thăm Aurelia trước khi đi. Tranh vẽ cháu trai hả? Có chắc là ông ta không vẽ bằng chân chứ? Cô gái này đến từ đồng phục đó toát ra một lượng mana rất nhỏ. Mình nghĩ là một loại ma thuật gây ảo giác. Họ dùng ma thuật lên đồng phục sao? Đen, cậu nghĩ gì kỹ thế? Không, không có gì. Ôi giọng mình. Ôi không, cô ấy có phát hiện ra không? Cậu chắc là Đen. Sao cô lại biết tôi? Tôi đã nghe nói nhiều về cậu từ Julia và Elise. Tôi mong ta sẽ thân thiết hơn. Ồ vâng. Tại đền thờ lớn. Đã chuẩn bị xong chưa? Rồi, thưa ngài. Rất tốt. Này, mục tiêu hôm nay của chúng ta là gì? Bắt cóc công chúa thứ ba. Ta được gì khi hoàn thành mục tiêu này? Ta sẽ có cơ hội giết chết hoàng đế và áp chế chân tay của hắn. Chính xác. Cơ hội này sẽ không đến lần nữa. Đi thôi. Đã đến lúc trút cơn thịnh nộ của thần lên những tên thấp kém kêu rồi. Không ngờ mình đã gặp Aria ở một nơi như thế này. Mình chắc chắn cô ấy không nhớ mình là ai vì lần đó mình đã đeo mặt nạ. Nhưng ở quá gần, cô ấy cũng không có gì tốt đẹp cả. Mình nên cố gắng tránh đụng mặt cô ấy cho đến khi về nhà. Chiếc mặt nạ mà mình đeo mỗi khi hóa thành núi bít. Có ma thuật khiến người khác khó nhận ra mình. Nếu cứ tiếp tục đeo như thế này thì cô ấy sẽ không thể nhận ra mình đâu. Ai đó? Người cũng nhanh đấy. Ta biết. Thế nên để kiểm tra thử xem. Chú Valeniu. Sao người không thử tránh đòn này nữa đi? Wow. Không tồi đấy. Xin lỗi, hãy đợi đã. Tôi đã đắc tội gì với ngài sao? Không hẳn. Thế nhưng nhìn ngươi rất khả nghi nên ta nghĩ mình cần phải giết ngươi thôi. Cái quái gì thế này? Ngươi có phe thiện hay ác? Sao cơ? Tôi không hiểu ý ngài là gì. Ta đang hỏi thân phận của ngươi đấy. Tốt hơn là khai ra nhanh lên. Vì ta không bao giờ hỏi cùng một câu hai lần đâu.